Tiếp theo chúng ta sẽ dựng cái khối đế, cái khối chân bàn này. Đầu tiên các bạn chuyển sang cái mặt bằng ref level này đấy ạ. Tôi sẽ tạo ra cái khối chân bàn, mặt trên thì cách vào cạnh trên cạnh dưới là 10 phần, ở bên sườn này là tương ứng là 150 và 300. Để thực thi được việc đó thì chúng ta phải tạo ra các cái mặt phẳng tham chiếu đó. Các bạn chọn lệnh RP, RP reference plane, pick line, offset để chạm một cháu này, hai cháu. Và các bạn lưu ý nhá, cái khoảng cách 100 này là không thay đổi so với tất cả kích thước, vậy thì tôi phải khóa cứng cháu nó lại. Đi trên dưới một cháu, hai cháu, escape. Tương tự như vậy, tôi sẽ vẽ theo cái cạnh còn lại, RP. Pick lines, các bạn để cái này là 150 thôi. Bên trong và cũng dùng lệnh đi đo kích thước và khóa cứng cháu nó lại, escape. Tiếp theo sẽ là đến cái mặt đáy của cái chân bàn này, tôi giả định là như sau, nó sẽ lọt form vào mỗi bên là 150 đi, vậy thì tôi dùng lệnh RP tiếp tục, RP này, pick lines và các bạn để là 150 thôi ạ. Một cháu này, hai cháu này, ba cháu này, bốn cháu này, và lưu ý các cái mặt phẳng này cũng bị khóa cứng lại, các bạn nhớ điều đó nhé, khóa theo bên phải, khóa phần bên này, còn thêm cháu này nữa đúng không ạ? Đây cháu bên này nữa, ta khóa đủ lại. Ok, thế create này, all forms, các bạn chọn câu lệnh là solid blend. Hiện tại là chúng ta đang ở cái mặt đáy của cái khối blend đó, các bạn chọn câu lệnh về ellipse rồi ạ, ellipse, tâm ellipse này, bán trục nhỏ này, bán trục lớn này, escape. Cái quan trọng là chúng ta phải khóa cái ellipse này vào các vết mặt phẳng tham chiếu này. Các bạn sử dụng lệnh align al để làm việc đó. Al này, chọn mặt phẳng, kích vào điểm nút khóa cứng lại. Tương tự cho với mặt dưới, kích vào điểm nút khóa lại. Bên trái này, bên phải này. Ok, bên phải này, các bạn khóa lại nha. Escape. Các bạn kích sang edit top để chúng ta vẽ cái mặt trên. Cho lệnh rectangle bắt vào hai nút dao đây và chúng ta cũng tiến hành khóa cứng lại cho nó cả bốn cạnh luôn. Finish edit mode để kết thúc câu lệnh vẽ cái tiết diện của mặt trên mà chúng ta đã tạo ra khối blend. Các bạn quay sang mặt đứng front, tôi sẽ khóa khối blend này vào các mặt phẳng như sau, khóa lại, tương tự để kéo lệch ra và đẩy lại để xuất hiện cái khóa, cái chuột. Như vậy là tôi vừa tạo ra khối chân đế của cái bàn này rồi, như các bạn nhìn thấy trên màn hình này. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra xem là cái khối này nó đã làm việc đúng chưa. All properties này, family type, tôi thay đổi các kích cỡ khác nhau, apply. Các bạn nhận thấy là gì nhỉ? Khối dáng này nó sẽ chạy theo kích thước. Như vậy là chúng ta đã làm đúng rồi. Ok, các bạn có thể là nhìn cháu nó trên mặt cạnh này, nhìn trên mặt cạnh này, nhìn cháu góc nhìn 3D này. Ok, và mời các bạn quay lại kích thước cơ sở 1m8, 900, dày 25, apply để chúng ta có thể là thực hiện tiếp cái công việc thiết kế tiếp sau nữa.